hè lạnh, thú cưng gấu trúc ưu đãi duy nhất chỉ 30 kim cương. Ngày mai thú cưng gấu trúc sẽ đến đảo Kaya. Khác với thú cưng khác, gấu trúc không nở ra từ trứng mà xuất hiện ngay khi bạn mua tại cửa hàng với 30 kim cương. Điểm đặc biệt của thú cưng gấu trúc lần này chính là bạn có thể mở khóa cưỡi thú cưng bằng kim cương đó nha. Khi ở trạng thái bình thường, gấu trúc chỉ nhỏ xíu như một chú mèo, nhưng khi chuyển sang chế độ cưỡi, gấu trúc sẽ có kích thước khổng lồ hơn cho bạn ngồi ở vị trí bên trên với cảm giác mềm mại. Tốc độ của gấu trúc khá nhanh, đạt tốc độ 8 khi tăng tốc. Với dáng chạy cực đáng yêu, đây nhất định là một thú cưng bạn cần phải sở hữu ngay vào ngày mai đó nha. Đây là ưu đãi nhất với 30 kim cương, nếu quay trở lại, bạn cần đến 300 kim cương để sở hữu đó nha. Chúc các bạn chơi vui!